Hoài Sa và Thiện Hạnh. Thân ái kính chào quý vị. Quý vị đang đến với phần tin Việt Nam. Và sau đây kính mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết đầu tiên cùng với Thiện Hạnh. Thưa quý vị, mở đầu cho phần tin Việt Nam là bản tin cho biết nhiều người Việt bị bắt vì nhập cảnh Đài Loan trái phép. Một nhóm gồm 28 người Việt Nam và một người Trung Quốc vừa bị lực lượng chức năng Đài Loan bắt giữ hôm 19 tháng 3 về nhập cư bất hợp pháp vào đảo quốc này. Mạng báo CNA của Đài Loan vào ngày 20 tháng 3 loan tin vừa nêu và nói rõ số bị bắt hoặc đang còn trên tàu đánh cá ngoài khơi Đài Đông hay đã vào được đất liền. Cơ quan tuần duyên địa phương cho biết thêm là vào sáng sớm ngày 19 tháng 3, có hai người Việt Nam bị chết đuối khi đang cố bơi vào đất liền. Hai nạn nhân này nằm trong nhóm 7 người trên một chiếc xuồng cao su bị lật gần bờ biển thị trấn Darren thuộc Đài Đông. Tin thuật lại lời khai của những người sống sót trong vụ lật thuyền là thuyền trưởng chiếc tàu chở họ yêu cầu họ lên xuồng cao su khi còn cách bờ 4 dặm. Khởi công dự án mỏ sao vàng và Đại Nguyệt. Thưa quý vị, tập đoàn xăng dầu Idemitsu Kosen của Nhật Bản vào ngày 16 tháng 3 vừa qua đã tổ chức lễ khởi công cho giai đoạn 1 của dự án khai thác khí đốt xăng nhẹ sao vàng và Đại Nguyệt ở thành phố Vũng Tàu. Đây được cho là một trong những dự án trọng điểm quốc gia của ngành dầu khí Việt Nam. Buổi lễ được tổ chức tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Cơ khí Hàng hải thuộc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Petro Việt Nam. Giai đoạn đầu tiên của dự án bao gồm việc xây dựng dàn xử lý trung tâm sao vàng đấu nối của hệ thống ống nội mỏ với các giếng khoan. Được biết, khối thượng tầng của dàn xử lý trung tâm sao vàng có trọng lượng là 14.000 tấn và chân đế cùng hệ thống ống dự kiến khoảng 15.000 tấn. Vào tháng trước, Công ty Cổ phần Dịch vụ Cơ khí Hàng hải và Idemitsu đã thông qua hợp đồng đấu thầu, thiết kế, mua sắm, gia công, chế tạo, lắp đặt và vận hành. Dự án Sao Vàng và Đại Nguyệt giai đoạn 1 dự kiến sẽ hoàn thành và đi vào sản xuất vào tháng 9 năm 2020. Thưa quý vị, PVEP chuyển nhượng quyền lợi lô ngoài khơi cho Murphy Oil. Vào ngày 15 tháng 3 vừa qua, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí PVEP thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ký thỏa thuận chuyển nhượng 5% quyền lợi của lô đất tại vùng trũng Cửu Long cho hãng Murphy Oil Hoa Kỳ. Hợp đồng phân chia sản phẩm lô 15 được ký vào tháng 4 năm 2007 giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và tổ hợp nhà thầu gồm Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí và SK Corp. Thông báo của PVEP không cho biết giá trị của thỏa thuận vừa ký kết. Ngoài ra, PVEP bày tỏ hy vọng hợp tác với Murphy Oil sẽ giúp phát triển những giếng dầu cỡ nhỏ một cách hữu hiệu hơn trong tình hình giá dầu xuống thấp. Được biết, Murphy Oil cũng có những dự án đầu tư vào một số lô khác ở ngoài khơi Việt Nam. Hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ tập trận ở Biển Đông sau khi rời Việt Nam. Thưa quý vị, một sĩ quan Hải quân Hoa Kỳ cho biết rằng, việc hàng không mẫu hạm USS Carvison tập trận với Hải quân Nhật ở Biển Đông ít lâu sau khi rời Việt Nam là để thể hiện cam kết với các đồng minh và đối tác. Thiếu tá Tim Hawkins, quân nhân phụ trách truyền thông trên tàu USS Carvison cho biết rằng, hàng không mẫu hạm này tiến hành các cuộc diễn tập chung với các tàu của Hải quân Nhật vào hôm ngày 11 tháng 3 khi lực lượng của đôi bên cùng quá cảnh ở Biển Đông. Ông Hawkins còn tuyên bố rằng hoạt động này không có nhắm vào Trung Quốc, đồng thời tuyên bố việc phối hợp với các đối tác hàng hải ở các vùng Biển Đông mở rộng là cách mà Hoa Kỳ duy trì an ninh, thịnh vượng và ổn định khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương trong hơn 70 năm qua. Thượng nghị sĩ John McCain giúp Việt Nam vụ Hoa Kỳ đánh thuế cá da trơn. Thưa quý vị, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ John McCain và Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen của Đảng Dân Chủ hôm 19 tháng 3 đã gửi thư đến đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer, nói rằng chương trình thanh tra cá da trơn của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đang đe dọa trao đổi thương mại nông nghiệp với Việt Nam, quốc gia Đông Nam Á lớn thứ 10 về thị trường xuất khẩu nông nghiệp của Hoa Kỳ. Trong thư gửi cho đại diện thương mại Hoa Kỳ, hai thượng nghị sĩ kêu gọi ông Robert ủng hộ đề nghị hủy chương trình thanh tra thủy sản trước khi thời hạn tham vấn 60 ngày của WTO. Theo thượng nghị sĩ John McCain và Jeanne Shaheen, sáng kiến của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA bắt nguồn từ luật nông trại năm 2008 đã chẳng làm được gì ngoài việc tạo ra một rào cản thương mại tai hại cho việc nhập khẩu cá da trơn từ Á Châu nhằm bảo vệ một số nông dân nuôi cá da trơn trong nước. Liên quan đến vụ đánh bạc triệu đô, ngân hàng Singapore đã lên tiếng. Thưa quý vị, ngân hàng Singapore, ban cấp ở Singapore mới trả lời với báo chí rằng sau khi chính quyền Việt Nam tiết lộ việc ông Phan Xào Nam, một trong các nghi can chịu mưu đường dây đánh bạc nghìn tỷ rửa tiền và gửi 3,5 triệu Mỹ Kim vào ngân hàng này. Vào ngày 20 tháng 3, đại diện cho ngân hàng ban cấp Singapore là ông Ariel Law, người đứng đầu bộ phận chuyên trách về tuân thủ luật lệ toàn cầu,
đã không phủ nhận hay bác bỏ thông tin của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam. Ông Lơ chỉ cho biết rằng ngân hàng Singapore luôn theo dõi các tài khoản của khách hàng để xem có các giao dịch đáng ngờ hay không. Ông còn nói thêm, ngân hàng này luôn cảnh giác và nếu phát hiện thấy điều gì bất thường sẽ thông báo với cơ quan chức năng có liên quan và làm việc chặt chẽ với họ về các hành động thích hợp. Thưa quý vị, Việt Nam xích lại gần Úc để kìm hãm Trung Quốc. Canberra và Hà Nội hôm 15 tháng 3 ký hiệp định hợp tác chiến lược nhằm tăng cường đối thoại cấp cao, đánh dấu việc nâng cấp các quan hệ đối tác khác đã có hiệu lực từ năm 2009 theo Bộ Ngoại giao Úc. Quan hệ đối tác này bao gồm các cam kết sẽ giải quyết các mối đe dọa về an ninh và cùng hợp tác để hoạch định chính sách hàng hải. Úc và Việt Nam ký kết hiệp định trong bối cảnh Hà Nội đang mưu tìm sự giúp đỡ rộng rãi hơn để kiểm soát một nước Trung Quốc hùng mạnh trên Biển Đông. Về phần mình, Úc cũng đang tìm kiếm những hướng tiếp cận hầu có thể xâm nhập sâu hơn vào Đông Nam Á, khu vực nơi nước Úc có những lợi ích an ninh và kinh doanh. Được biết, Úc, đồng minh lâu năm của Hoa Kỳ, cũng đang đối mặt với một số vấn đề riêng với Trung Cộng. Úc có chân trong một liên minh 4 quốc gia quy tụ các nước liên kết với phương Tây gồm Ấn Độ, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Thưa quý vị, hacker Trung Quốc tấn công chiến lược và tranh chấp Biển Đông. Chiến thuật của nhóm tin tặc Trung Quốc nhắm vào thông tin liên quan đến tranh chấp Biển Đông có tính chiến lược hơn so với trước. Một chuyên gia của FireEye cho biết tin này sau khi công ty an ninh mạng hàng đầu của Hoa Kỳ công bố báo cáo về các cuộc tấn công của nhóm TEMP Periscope và các nhà thầu và tổ chức của Hoa Kỳ gần đây. Theo báo cáo này, nhóm tin tặc Trung Quốc có tên là TEMP Periscope tại xuất hiện hồi gần đây sau một thời gian dài vắng bóng. Nhóm này chuyên tấn công vào các hoạt động hàng hải, tấn công vào các tổ chức, các công ty kỹ thuật cơ sở nghiên cứu có liên quan đến hàng hải và đặc biệt là đến tranh chấp Biển Đông. Dữ liệu mà nhóm này nhắm tới chủ yếu là các thông tin kỹ thuật như dữ liệu về radar và công nghệ năng lượng mặt trời do các công ty của Hoa Kỳ phát triển. Theo chuyên gia của FireEye, mặc dù FireEye đã chưa tìm ra chứng cứ cụ thể về mối liên hệ giữa nhóm tin tặc này với chính quyền Trung Quốc như trong những đợt trước, nhưng những thông tin về kỹ thuật mà nhóm hacker nhắm tới rất có lợi cho chính quyền ở Bắc Kinh khi cung cấp một cái nhìn từ bên trong rất giá trị. Thưa quý vị, tiếp theo là bản tin liên quan đến giám đốc Facebook Việt Nam Lê Diệp Kiều Trang. Theo nguồn tin từ nhóm phát triển cộng đồng Facebook Việt Nam, doanh nhân Christy Lê, tên thật là Lê Diệp Kiều Trang, sẽ đảm nhiệm vị trí giám đốc Facebook Việt Nam. Thông tin này gây bất ngờ cho cộng đồng Startup Việt bởi họ trông chờ một dự án khởi nghiệp mới từ Kiều Trang và chồng của cô là Sunny Vũ. Lê Diệp Kiều Trang sở hữu thành tích học tập đáng nể với danh hiệu thủ khoa ngành kinh tế của Đại học Oxford và chương trình MBA Sloan của Học viện Công nghệ Massachusetts. Là gương mặt nổi bật trong cộng đồng Startup, Kiều Trang cùng chồng là Sunny Vũ sáng lập nên Misfit Wearables, chuyên về các thiết bị đeo theo dõi sức khỏe, nhận được nhiều đầu tư. Trong đó có hai nhà đầu tư khá nổi tiếng là John Sculley, cựu CEO của Apple và tỷ phú Hồng Kông Lý Gia Thành. Người Trung Cộng được lái xe vào Việt Nam 180 km. Văn phòng Chính phủ Cộng sản Việt Nam vừa có văn bản thông qua ý kiến của Phó Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Phạm Bình Minh về việc cho phép thí điểm hoạt động xe du lịch Trung Quốc vào thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, Chính phủ giao cho Ủy ban Nhân dân của tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các bộ ngành có liên quan tổ chức thí điểm hoạt động xe du lịch Trung Quốc vào thành phố Hạ Long. Theo kế hoạch ban đầu, hàng tháng mỗi bên Việt Nam và Trung Cộng được phép cho 300 xe dưới 9 chỗ vào sau trong nội địa của nhau với mỗi chuyến đi khoảng 5 ngày. Về phía Trung Quốc được phép lái xe vào Việt Nam 180 km tính từ cửa khẩu Móng Cái, còn về phía Việt Nam được lái xe vào Trung Quốc 600 km theo lộ trình Đông Hưng, Phong Thành, Nam Ninh và Quế Lâm. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin Việt Nam cùng với Thiện Hạnh và Hoài Sa. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.